Hello anh em nhé. Đó thì hôm nay tiếp tục lên cửa hàng xe máy mình Phương Lam lên lại giới thiệu cho anh em một chiếc Suzuki anh em. Đó, dòng xe này gọi là dòng xe Suzuki GSX Su Bandit anh em nhé. Su Bandit. Đó, dòng này là dòng 150 phân khối anh em nhé. Đó, xe màu đỏ đen cực kỳ là đẹp luôn. Đó, FI sang full điện tử. Bản này là có đèn LED 2 tầng luôn anh em nhé. Đèn LED 2 tầng. Đó, két làm mát có luôn nha. Đó, dòng này là dòng yên liền nên đi rất là khỏe anh em nhé. Đó, yên liền đi rất là khỏe. Kiểu dáng thể thao bao đẹp cho anh em mình luôn nhá. Đó, chiếc này thì được đăng hiện tại đăng ký biển Bình Phước 93F156286. Đó, 150. Đó, con này thì nói chung là xe ô tô thì nói chung là chạy chúng ta còn rất là ít nha anh em nhá. Đó, anh em nhìn liềng lốp đang còn rất là dày gai này. Đó, bô biết mọi thứ hoạt động ok hết nha anh em nhá. Đó, máy đứng này. Đó, ốc tán máy móc thì bao zin cho anh em mình luôn nhá. Đó, xe đang còn rất là đẹp, còi đèn đề xi nhan, không thiếu thứ gì hết nha anh em. Đó, bên đây cũng vậy luôn này. Đó, dàn áo đây đang còn cực kỳ là đẹp luôn nha anh em nhé. Đây cũng vậy này. Đó, dàn chân cũng bao đẹp luôn nha. Đó, đây nha, 150 phân khối. Đó, bây giờ mình test máy cho anh em mình nghe nhé. Con này chạy được có 25.000 cây anh em nhé. 25.000 cây. Đó, dòng này đề thì bao nhạy nhá. Dòng này thì nó lên cực kỳ là nhanh luôn nha anh em. Đó, đèn LED này cực kỳ sáng luôn nha. Đèn LED 2 tầng nha. Xi nhan trái phải trước sau đầy đủ hết nha. Rồi, đèn LED xi nhan không thiếu cái gì cả. Đó, anh em nào có thiện chí với dòng Su Bandit này, đó thì cứ bình luận phía dưới giúp mình nha anh em nhá. Đó, đây cửa hàng mình đây nha. Còn rất là nhiều các dòng xe. Đó, tha hồ cho anh em mình lựa chọn nha anh em nhá. Đó, đủ các loại các dòng luôn, thể thao, mini, thông dụng, thể đó, cổ điển, đó, hạt play. Dòng gì cũng có nhá. Rồi, anh em nào ưng xe nào thì cứ bình luận phía dưới giúp mình nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em.